trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng. Một bông hoa thắm e vàng ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Để bâng hồng tình yêu Chúa cho phong duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trung. Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Làm sao vui mãi như ngày hôm nay trong tiệc mừng. Làm sao vui mãi như ngày cưới hoa thơm rượu hồng. Lúc nắng khi mưa ân tình cũng trôi theo dòng đời. Chỉ biết trông cậy Chúa chính nguồn tình ai vững bền. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng là đối với bốn họ hay gia đình của cô râu Maria Trương Thị Dung và chú rể Trương Tiến Thành, hai người thành hôn trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa khi vui lúc buồn. Mà hôm nay chúng ta thấy đấy, cái niềm vui tràn ngập trong cộng đoàn chúng ta. Vì hôm nay có một gia đình mới trong giáo xứ chúng ta. Chúc mừng cho gia đình dòng tộc có một gia đình mới. Và chúc mừng cũng là cách đặc biệt là cầu nguyện cho gia đình mới hôm nay luôn sống trên thuận dưới hòa, trong ấm ngoài êm. Trên thuận dĩ hòa trong ấm người êm, chỉ khi biết tín thác và cậy trông nơi tình yêu của Thiên Chúa. Đặng cầu nguyện cho đôi tân hôn. Đấy. Và cũng là với tâm tình nhiệt thông, trong tháng 11 đã cầu nguyện các linh hồn. Và cách riêng, các gia đình cũng xin tạ ơn cầu sự bình an cho bé, cho gia đình. Cầu nguyện cho linh hồn Su Xe. Và gia đình xin lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria. Và gia đình xin lễ cầu nguyện cho dòng tộc họ Nguyễn, xin lễ cầu nguyện cho ông Giuse Tước. Vậy để lời cầu nguyện của mỗi người được Chúa nhậm lời, chúng ta thành tâm ăn năn thống hối tội lỗi của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Cho người ân tâm.
chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là của trên Chúa, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu nguyện. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng được Chúa Thánh Thần trong vinh quang như Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuân đổ ơn Chúa trên đôi ơn phối. Các tôi tớ Chúa đây là anh Vincente Trương Tiến Thành và chị Maria Trương Thị Dung, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Tôbia. Bấy giờ anh Tôbia trỗi dậy khỏi giường và nói với cô Sarah rằng: "Này em, hãy trỗi dậy. Chúng ta hãy cầu nguyện và khẩn xin cùng Chúa chúng ta, để Ngài đoái thương cho chúng ta được an lành." Nàng trỗi dậy, rồi cả hai cầu nguyện và khẩn xin Chúa ban cho họ được an lành. Họ dâng lời cầu xin thế này: "Lạy Chúa của cha ông chúng con, xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng danh Chúa đến muôn ngàn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa phải chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời. Chúa đã dựng nên Adam và ban Eva cho ông làm người trợ tá đắc lực, từ hai ông bà mà sinh ra loài người. Chúa đã nói rằng: "Con người ở một mình không tốt, chúng ta hãy làm ra cho nó một trợ tá tương xứng với nó." Giờ đây không phải vì ham mê nhục dục mà con cưới em con đây, nhưng vì lòng chân thành, xin rủ thương xót con và nàng. Xin cho chúng con cùng sống an khang đến tuổi già. Họ đồng thanh nói: "Amen, amen." Đó là lời Chúa. Con cái người thì đông vui như chùm ô liu.
cho ai thành tâm. Xin Chúa từ Sion chúc lành cho ai khiêm cung kính sợ Ngài luôn, an vui phung vinh ngàn năm. Phúc Thầy ơi, bình phúc Thầy, bình phúc Thầy, phúc cho người biết ơn sợ Ngài, bình phúc cho người đi theo đường công chính, sẽ lấy nhân này ơn Chúa thương bao. Xin khấn nguyện Thiên Chúa trao ban cho người cao niên đầy năn, con cháu người thêm đông như ngàn sao đêm mênh mông, chung lời ca vang uy danh Chúa muôn đời liền. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy tha thiết tìm kiếm những ơn cao trọng hơn. Đây, tôi chỉ cho anh em con đường tuyệt hảo. Nếu tôi nói được ngôn ngữ của loài người và thiên thần thì tôi không còn đức ái, thì tôi chỉ là tiếng thanh la vang dội hoặc não bạt vang động. Và nếu tôi được ơn tiên tri thông biết mọi màu nhiệm và mọi kiến thức, và nếu tôi có tất cả lòng tin đến nỗi chuyển rời được núi non mà không có đức ái thì tôi vẫn chẳng là gì. Nếu tôi phân phát mọi của cải tôi có để nuôi người nghèo đói, nếu tôi nộp mình để chịu thiêu đốt mà tôi không có đức ái thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức ái thì nhẫn nại, nhân hậu. Đức ái không ghen tuông, không kiêu hãnh, không khoe khoang, không tham lam, không tìm tư lợi, không nổi giận, không suy tưởng điều xấu, không vui mừng trước bất công, nhưng chia vui cùng chân lý. Đức ái chịu đựng tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, nâng đỡ tất cả. Đức ái không bao giờ qua đi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: không phải tất cả những ai nói với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà mình trên đá. Dù mưa sa nước đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì đã được xây trên
nền đá. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi các gia đình có thanh niên hay thiếu nữ lớn rồi mà bố mẹ thì cao tuổi mà con cái thì chưa có lập gia đình, bố mẹ sốt ruột bảo là con lấy ai thì cuối năm mới cưới đi. Trái lại nói nữ vậy, kén kén vừa thôi, lấy ai thì lo lắng, thì tìm hiểu đây thì bố mẹ còn lo cưới xin cho này, bố mẹ thì cũng già rồi. Đầu năm chuyển cuối năm thế quen ai chưa? Vẫn chưa. Thế là bố mẹ sốt ruột quá, mày lấy con nhà ông nọ, mày lấy nhà ông kia được đấy. Bố mẹ cứ ép thế, tìm vợ cho con, thậm chí là đằng nữ cũng thế, đằng nam cũng vậy, cố gắng bố mẹ tìm làm sao để con nó có lứa có đôi để lo lắng cho con cái. Cái chuyện đó là đúng thôi, bố mẹ lo con cái đúng thôi. Nhưng mà con cái bố mẹ nói đến 90 người nó chẳng hợp gì cả. Đấy, vì bố mẹ tìm cho, nhưng nó không phải xuất phát từ chính cái hai người tìm kiếm để mà quyết định tiến tới với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình. Vậy thì cái tìm kiếm để đến với nhau trong đời sống gia đình hết sức quan trọng. Mà hôm nay chúng ta lại nghe cái việc tìm kiếm là tìm kiếm thánh ý hay tìm kiếm ý Chúa quan trọng lắm. Vậy tìm kiếm thánh ý, tìm kiếm ý Chúa phải khởi đi từ đâu? Thưa, là phải khởi đi từ cái lòng mến, cái tình yêu, cái lòng mến. Còn có đi tìm Chúa nhưng mà không có lòng mến thì không khởi đi lòng mến thì vô nghĩa. Khởi đi lòng mến rồi còn khởi đi từ lòng ước ao là chỉ làm sao mong muốn là làm đẹp lòng Chúa là quan trọng nhất. Sai thánh ý Chúa là sai cái điều gì thuộc về chân lý, thuộc về thánh thiện, sự đẹp đẽ là cảm thấy trái với lương tâm, không ở yên được, không bình an được. Đấy, cho nên tìm kiếm thánh ý Chúa đấy, không chỉ bình diện bên ngoài mà là phải xuất phát từ cái lòng mến mà mong muốn đậm Chúa. Rồi thì lòng Chúa, nhiều người nói vậy thì tìm kiếm thánh ý Chúa hay giữ đạo là gì? Tại tâm thôi, tại ở tâm thôi, giữ đạo tại tâm thôi. Quan trọng cái gì? Ông đi thờ lễ quan trọng cái gì? Ông làm việc lành phúc đức cái bề ngoài ăn trọng gì? Quan trọng cái tâm thôi. Đấy là cũng là biện hộ thôi. Chứ còn thực ra nói đấy, cái lòng mến Chúa thì còn phải diễn tả ra bên ngoài bằng cái đời sống nữa. Chứ không phải thế mến Chúa rồi, tìm thánh ý Chúa rồi, nó sống nội tâm thôi. Nội tâm cái gì? Chẳng sống tương quan với nhau, chẳng biết chia sẻ, chẳng biết cảm thông bằng đời sống yêu thương bạn ái thì trong đời sống thì nói thế nào được là thánh ý Chúa được. Vậy thì biểu hiện ra bên ngoài là cái gì? Là việc nào? Thưa, là phải cầu nguyện. Không cầu nguyện thì không thể tìm thấy thánh ý Chúa được trong cuộc sống được. Chúng ta thấy đấy, khi làm bất cứ việc gì, xây dựng cái nhà
hay là khi dẫn quân đối đầu với đối phương thì phải tính toán. Đấy, tính toán làm sao? Không biết thế nào nhỉ? Cái hoàn cảnh của một cái tập thể này là làm sao nhỉ? Cộng đoàn tính tình thế nào nhỉ? Xin Chúa soi sáng, lắng nghe Chúa nói. Nói với Chúa nhưng mà lắng nghe Chúa nói vậy. Đấy cầu nguyện. Hay trong mọi hoàn cảnh vậy. Đối với các con vậy nha. Các con giới trẻ thiếu nhi này, các con muốn học giỏi đấy, chăm ngoan học giỏi đấy, một người trưởng thành toàn diện, một người thành đạt đấy, thì trước tiên là phải làm sao? Phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện phải Chúa nói là bây giờ mình làm gì đây, ngồi trong thờ mình làm gì đây. Nói chuyện như sáo rang chẳng nghe lời Chúa, thế mà cầu nguyện. Có ngồi đi thờ lễ thì cũng chẳng có gì. Nếu như thực sự không cầu nguyện bằng việc là lắng nghe lời Chúa nói. Đấy. Chúa nói rồi, Chúa soi rọi cho là sau lễ có chương trình, có lịch, về làm gì, học hành, ôn bài làm sao, tất cả theo thời khóa biểu, giờ làm việc đó, người nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Đấy, nói về giới trẻ thôi, những thể nói về học sinh, sinh viên thôi. Nhiều lắm, và nhiều lắm trong cuộc sống với tương quan, trong gia đình, trong dòng họ, trong một đoàn hội, trong một giáo xứ, không đơn giản như cứ nghĩ hay là nghĩ cái sơ sài nói bừa đó bãi được đâu, hay là hành động một cách như là nó thiếu đi một sự tính toán, thiếu tổ chức chặt chẽ mà được đâu. Đây là thực tế nhé, đây là thực tế nhé. Thế còn đối với đời sống hôn nhân gia đình lại càng quan trọng hơn, là cái việc hết sức quan trọng. Đấy, xây dựng nhà cửa quan trọng. Đấy, lo lắng những cái việc lớn quan trọng này, nhưng những cái việc lớn ấy là xây dựng gia đình là quan trọng. Phải cầu nguyện thôi. Cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện như chú rể đọc trong bài đọc hôm nay đấy. Buổi tối hôm thành hôn, Tobia nói với Sarah rằng: này, chúng ta là con cháu của các thánh, chúng ta không thể sống với nhau, kết bạn với nhau như những người chư dân. Đấy, chú rể cầu nguyện cũng là trong sách Tobia đấy. Tobia nguyện rằng: lạy Chúa, chú con, tôi cưới lấy cô dâu đây không phải vì lý do sắc dục, mà vì lòng mến yêu Thiên Chúa. Rồi chúng ta nghe này, Sarah nói là: lạy Chúa, xin thương xót con, nguyện cho cả hai chúng con đây đều sống khang an tới tuổi già. Đấy, cầu nguyện. Nguyện. Rồi, cầu nguyện rồi, chưa đủ. Lời nói đã chưa đủ mà phải sao nữa? Siêng năng tham dự các bí tích. Tham dự các bí tích đó là cái gì? Trong cuộc sống gia đình ấy, không phải lúc nào cũng trên thuận dưới hòa, trong ấp người êm, xuôi chiều bát mái đâu. Và chạy đến với lời Chúa trong những hoàn cảnh nghiệt ngã khó khăn thì phải sống sao trong cuộc sống với tương quan giữa vợ với chồng, chồng với vợ, nội ngoại, đối với giáo hội hay đối với xã hội. Đấy. Mà khi va đập với nhau trong cuộc sống, cọ sát nhau ấy, thì cần phải chạy đến với Chúa lãnh nhận bí tích, là bí tích hòa giải. Bí tích hòa giải với gia đình quan trọng. Hòa giải là gì? Xin Chúa thương thứ tha tội cho mình, và đồng thời cũng sẵn sàng thương thứ tha lỗi lầm đối với nhau. Chồng có lỗi lầm với vợ, vợ có lỗi lầm với chồng, phải yêu thương tha thứ nhau. Đấy. Rồi nghe lời Chúa hướng dẫn, rồi kết hợp mật thiết với nhau. Khi hai người chân thành chí thiện, yêu thương nâng đỡ. Đấy. Và kết hợp với nhau khi lãnh nhận, cùng nhau bẻ một tấm bánh, cùng ăn một tấm bánh, cùng uống chung một ly rượu, nghĩa là lãnh nhận bí tích thánh này. Đấy. Vậy quả thực là lời Chúa ngay đã nói như này. Không phải tất cả những ai nói lạy Chúa được vào nước trời cả đâu, nhưng mà chỉ những ai đấy nghe lời thầy nói đây, nghe lời Chúa nói, không chỉ nghe nói với Chúa, nghe Chúa nói mà đem ra thực hành, thì được ví như người khôn ngoan xây dựng nhà trên đá, nền đá vững chắc.
Dù dẫu có mưa đổ sông tràn, gió bão nổi lên, bà lùa vào nhà đó, nhà ấy vẫn không sập vì đã được xây dựng trên đền đá lời Chúa. Dù là trời đất này cũng qua đi, nhưng lời Chúa sẽ không qua đi, luôn vững chắc cho ai biết xây dựng cái đời sống của mình trên lời Chúa. Kính thưa cụ, kính bà, cùng toàn thể anh chị em, vậy thì căn cứ nha, căn cứ vào nói chung tất cả chúng ta đi, xem là ai là những người đây này, ai là những người đấy, biết ai là những người là thực thi lời Chúa này, xây dựng đời sống lời Chúa này, đó là những ai biết tuân giữ điều răn của người, tuân giữ được răn của người, mười răn, sáu răn hội thánh đấy. Hay đối với đời sống trong gia đình là giữ lời Chúa gì, sự gì tính Chúa liên kết loài người không được phân ly, một vợ đơn chồng và đơn hôn và vĩnh hôn trọn đời thương nhau. Hay là sống cái mục đích của hôn nhân là gì, là yêu thương và bổ túc cho nhau. Nghĩa là yêu thương rồi, yêu thương thường là những gì hợp với những yêu, nhưng những khiếm khuyết vẫn yêu, yêu để làm sao để bổ túc cho khiếm khuyết đó. Và ai nói rằng mình biết người, nghĩa là biết Thiên Chúa, biết Đức Chúa Kitô mà không tuân giữ điều răn của người, hay là ai nói là người Công giáo mà không giữ điều răn của người, thì là ai? Họ đó là ai? Đó là kẻ nói dối và sự thật không có ở trong người đó. Còn trái lại, hễ những ai giữ lời người dạy, nơi người ấy tình yêu của Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Và căn cứ điều đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Thiên Chúa thì phải đi trên con đường của Đức Giêsu Kitô ở đi. Vậy Đức Giêsu Kitô ở đi trên con đường soi đá, con đường thập giá, con đường khổ nạn, thì ước chi tất cả mọi người chúng ta nói chung, cách riêng là đối với câu giáo dục hôm nay, luôn đi trên con đường của Chúa, hy sinh cho nhau, cảm thông đỡ nhau, mặc dù có những cái trái ngang cuộc sống, đó là những khổ giá, nhưng biến khổ giá là thành thánh giá, mang lại sự bình an hạnh phúc đích thực cho đôi tân hôn hôm nay, mang lại hương thơm lan tỏa cho tất cả mọi người, thứ nhất trong mọi người gia đình, thứ hai nữa là cho hàng xóm láng giềng, thứ ba nữa là cho tất cả xã hội đều thấy chúng ta yêu thương nhau mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Xin Chúa nâng đỡ chúc lành cho câu đầu Chúa rể Thành Dung hôm nay. Và với tâm tình đó, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình trẻ này. Và giờ đây xin mời đôi tân hôn, đôi hôn phối cũng như hai người làm chứng cùng đứng lên. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô sang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con được nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cho hỏi các con về ý định của các con. Vincente Trương Tiến Thành và Maria Trương Thị Dung, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa con không. Thưa con không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con có. Thưa con có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương nhau suốt đời không? Thưa con có. Thưa con có. Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục con cái theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con có. Thưa con có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Vinh Sơn Trương Tiến Thành nhận em Maria Trương Thị Dung làm vợ của anh và hứa giữ chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
Em là Maria Trương Thị Dung, nhận anh Vinh Sơn Trương Tiến Thành làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà đôi tân hôn vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Xin Chúa tuân đổ phúc lành của Ngài trên đôi tân hôn này. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly, nào ta chung tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà đôi phối sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình lòng. Em Maria Dung, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Vinh Sơn Trương Tiến Thành, xin anh nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, là Cha và Con Thánh Thần, để trao nhận cho nhau. Trong tâm tình hiền thông đấy, chúng ta tạ ơn Chúa và chúc mừng cho anh chị, cho gia đình mới, chúc mừng cho bốn họ hai bên đời bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện tín hữu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài luôn chia sẻ tình yêu đó cho tất cả mọi người, cách riêng đối với các gia đình. Chúa luôn luôn họ sống tình yêu đó, một tình yêu đong đầy bởi chính Chúa, một tình yêu chia sẻ, một tình yêu lan tỏa đến cho mọi người. Với tâm tình hiệp thông, chúng ta cùng hướng lên Chúa và dâng những lời cầu nguyện sau đây. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới. Xin Chúa cho các gia đình Kitô giáo tích cực sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Con cái là mùa xuân của gia đình và hội thánh. Xin Chúa cho các bậc cha mẹ biết tích cực giáo dục con cháu trong đức tin và đức mến, để chúng con trở nên những người con ngoan cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Người bảo gì các con cứ làm như vậy, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, xin Chúa giúp cho đôi tân hôn ngày hôm nay luôn được trung thành, yêu thương và nâng đỡ nhau, để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Xin Chúa cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành và nâng đỡ gia đình anh chị, để góp phần thánh hóa tình yêu và bảo vệ sự tín chung của họ. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn là anh Vincente Trương Tiến Thành và chị Maria Trương Thị Dung.
để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể phân ly những người mà Chúa liên kết, không có gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em chúng ta cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa, và xin lấy tình phụ tử mà giữ gìn những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành son ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện này khi trở thành dấu chí tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chung tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa càng đạo bi, lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin lạy Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong tâm tình hiệp thông, ta cầu nguyện cho đôi ân phú hôm nay là anh Vicente Thành và Maria Trương Thị Dung. Chúa đã dẫn đưa anh chị tới ngày thành hôn hôm nay. Chúa đổ tràn ân phúc lành cho anh chị luôn trung thành yêu thương nhau. Và trong tâm tình hiệp thông cùng với các gia đình, chúng ta cũng tạ ơn, cầu xin sự bình an cho gia đình, cho mẹ, cho bé, cũng như cầu nguyện tôi tớ Chúa là các linh hồn mà ta hiệp ý dâng lễ cầu nguyện. Chúa đã gọi nó khỏi thế gian này về với Chúa, thì xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng kiến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm, Trinh Nữ Ánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế, và theo thể thức Người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi
và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Jesus Kitô, đấng cứu độ chúng con. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên đôi tân hôn hôm nay. Xin chính Chúa ban ơn, trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuân đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Maria Trương Thị Dung và bạn trăm năm của chị là anh Vicente Trương Tiến Thành. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa ở gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Yeah.
Chúa là Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Chúa Giêsu đấng đã đoái thương hiện diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho đôi hôn nhân và thân quyến phúc lành của Ngài. Xin chính Người là đấng yêu thương hội thánh đến cùng, không ngừng tuôn đổ vào lòng đôi tân hôn tình yêu của Ngài. Xin Chúa ban cho
Đôi tân hôn khi minh chứng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô biết vui mừng trông đợi niềm hy vọng hồng phúc. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.